Hello các bạn, lại là mình đây, Đức Long Bông. Thì hôm nay cùng mình đi đâu nè? Thì hôm nay mình đang có mặt tại một cuộc thi guppy lớn lắm mọi người, ở tại Sài Gòn nha mọi người. Cùng mình tham quan thử ở đây có những gì nha. Let's go. Thì đây các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại An Phú Đông, quận 12 các bạn, nơi tổ chức ra cuộc thi hạng chọn guppy Champions các bạn. Đây, đây là phía trong này các bạn. Mình sẽ cùng mình vô đây tham quan coi ở trong cuộc thi đây có gì nha các bạn, rất là lớn luôn các bạn. Đây đó, mọi người có thể thấy đây là cổng chào này mọi người, vô cùng mình đi vô trong nha, rất là lớn luôn mọi người. Cùng mình đi tham quan nha. Ở ngoài đây thì có cái quầy SWO này, chủ yếu vô quầy khác mọi người xem. Đây, hôm nay là ngày cuối cùng rồi mọi người, ở đây thì diễn ra cuộc thi guppy nha mọi người. Anh em đam mê cá guppy có thể xem. Để mình quay sơ chứ, ở bên kia là sân khấu, sẽ quay trước ở đây có những gì cho mọi người xem nha. Ở đây chủ yếu là cá guppy mọi người, cuộc thi cá guppy rất là đẹp luôn mọi người. Vâng. Mình quay sơ ở đây có những gì cho mọi người xem thôi. Vâng. Ở đây thì diễn ra cuộc thi cá bảy màu của mọi người, cá rất bì rất là lớn luôn, quy mô thì chắc cũng không, mình cũng không biết nổi, thấy cả ngàn hộ rất nhiều. Mình sẽ đi dạo sơ một vòng cho mọi người xem ha, tổng quan một vòng cho mọi người xem nha. Đây rất là nhiều luôn á mọi người. Đó. Thì đối với những anh em yêu quý guppy á, thì cuộc thi guppy thì mọi người sẽ biết ha. Đấy. Còn anh em nào không biết thì có thể coi qua video của mình ha. Đây là những chỗ cá guppy bảy màu có giá trị rất là cao mọi người. Anh em làm cá bảy màu làm cái đến những cuộc thi như thế này á mọi người. Đó, mọi người có thể ngắm nha, rất là đẹp. Anh em nào chơi guppy mà muốn đi thi có thể tham khảo vẻ đẹp của những chú cá này. Cái đèn led nó hơi bị giật đó mọi người, quay cho mọi người xem nha, rất là đẹp. Đây là dòng mắt keo này. Đó. Anh em nào mọi người có thể xem video của mình để ngắm cá ha. Ở đây thì chủ yếu là cá guppy thôi mọi người. Đèn led đó mọi người, hơi chói. Đây là những hộp cá bảy màu anh em chơi cá guppy dự thi này mọi người, rất là đẹp. Đó. Còn ở đây rất là nhiều hồ luôn á mọi người, rất là nhiều hồ luôn. Nên mình sẽ cố gắng quay cho mọi người xem ha. Mọi người có thể ngắm những chú cá bảy màu đẹp nhất tham gia những cuộc thi này nè mọi người ha. Rất là nhiều. Thank you.
Đây, đây có dòng cá bể màu kiếm nè mọi người. Rất là đẹp luôn. Đấy. Cá bảy màu cái tên rất là đơn giản nha mọi người ha. Cái tên cá thì tên cá gắn liền với tuổi thơ hả mọi người. Nhưng mà ở một cái trình độ khác thì anh em nó tạo ra những cái con cá đẹp như thế này mọi người, có tiêu chuẩn nữa mọi người, để có thể tham gia những cuộc thi bảy màu rất là lớn như thế này mọi người ha. Có nghĩa là ở đây cặp cá bảy màu đẹp đẹp nhất giải đấu sẽ giành được một chiếc iPhone 15 Pro Max nha mọi người. Rất là tuyệt vời luôn, nên giá trị những con cá này rất là cao á mọi người. Đấy, mọi người có thể xem video để tham khảo thêm nha. Đặc biệt là những anh em mà chơi giúp bi á, muốn tìm hiểu sâu hơn về dòng cá này á, để có thể đi thi đấu, để có thể đi thi đấu hoặc là tham gia những cuộc thi như thế này trải nghiệm này mọi người, thì mọi người có thể xem cái video này ha, rất là nhiều mọi người. Rất là nhiều luôn mọi người, đa dạng dòng cá luôn. Đây là dòng rồng mỏ này mọi người. Dòng rồng mỏ này mọi người, anh em có thể xem để tham khảo nha. Rất là đẹp mọi người. Giờ ban giám khảo đã chấm thi xong rồi, đang dán dẫn cái con cá đẹp giải nè mọi người. Đây là dòng rất lâu đẹp chưa, rất là đẹp. Để mình đi thêm một dòng nữa nha. Đi thêm một dòng. Video này là mình cũng không biết nói gì nữa, bạn chủ yếu là quay những cặp cá thi đấu của cá gấp đi cho mọi người xem thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trắng, bảy màu rất là đẹp luôn. Lòng và lưu tô bát đẹp, chuyên gia này toàn là tô bát luôn mọi người. Xong cái tròn cặp đi. Cái thằng quay cái ơi. Ghê ta. À, ta làm gì anh Vũ? Vũ cầm câu chưa cách đi à? Đúng không? Câu đầu cái đồ mén đó. Cái này là có con đá rất là nhiều quá này. Đây là những con cá để tham gia cuộc thi bảy phần cá giúp mi. Anh em nào yêu quý dòng cá này có thể xem video để tham khảo. Đặc biệt là nếu sâu hơn thì có thể làm những cái cá như thế này để tham gia cuộc thi trải nghiệm đó. Rất là đẹp. Chứ bên này thì nó hơi chói á mọi người, quay không có được rõ mà. Dùng ghép mây rất là đẹp. Con này là đẹp giải nhất này mọi người, giải nhất biển 4. Bốn đứng số 1. Bên này là một cặp cá là cấp 4 này. Bảy bốn. Đây là những chú cá này mình thấy đây này. Chắc giờ mình sẽ đi quay những chú cá này lại cho mọi người xem. Những chú cá đẹp giả, những chú cá đẹp nhất rồi mọi người. Đây là cặp cá đẹp giải 2, 7, 4 này. Mọi người có thể xem những con cá đẹp giải nó sẽ đẹp như thế nào ha. Xem rồi lít số lít bên đây không một hai là ba cái bên đây là đẹp quá còn nhiều luôn nè. Rồi top 4 là Bino và Lưu Tô Bát. Thì ta top 4 xem đi xem đang đang bầu sao á. Số 1 chào chào cảnh thằng một người có bạn đâu anh chị đâu để người ở bên đây à. Phía này nhà hàng nơi tối ra cuộc thi giúp mi có cái hồ cá nữa khá là kêu.
xung quanh còn mặt cá này. Quay rồi. Còn cái món này gấp 1 lên 2 em ơi rồi. Những con cá nãy giờ là đẹp quá đó mọi người. Còn bên đây chú cá đẹp rất là mọi người. Rất một mẻ xịt mắt xịt. Đây nhất này trên sân dọc lại đây. Rất là nhiều ngon. Con này là con cấp 1 lại là 7 mọi người. Siêu vào đây. Rất là đẹp mọi người ha. Đây là đối đầu bảy. Đẹp mọi người. Mình kiếm những cái con cá nào phải lại sao quay thật đủ. Đây là con cá có sẵn thịt này đẹp để mua sắc mọi người. Góc này mới về rác mọi người. Về rác nãy giờ là mình cố gắng quay cho mọi người xem. Đạt giải cao trong cuộc thi đó mọi người. Chú bằng này quá hay nhiều. Rất nhiều mọi người. Đó là một con hôm nay cá cá bảy màu hôm qua là
Rồi được gái rất nhiều dòng cá rồi đẹp gái hai rồi rồi đi con rất là để đi kiếm con cá đẹp nước sâu cho mọi người xem nha. Cũng không biết nó nằm ở đâu nữa. Nhiều hồ quá. Nhiều hồ quá kiếm không được. Đâu quá. Top 5 rồi đó. Là top 2 mảnh sọt. Đó. Ở cái em đây à? Không em thấy à? Còi phía bên này có dòng còi rất nhiều. Đây có những con cá rất là đẹp. Đây là đồng giải 2. Thank you.
đây là tổng về cái cuộc thi cá biển màu nha mọi người. Thì anh em nào lưu ý cái dòng cá biển màu này và có ý định muốn tham gia trải nghiệm cũng như là tham dự những cái cuộc thi rất lớn như thế này, có thể tham khảo những cái cặp cá mà nãy giờ mình quay cho mọi người xem ha. Thì nãy giờ mình cũng cố gắng quay những cái cặp cá đẹp gãi cho mọi người xem á. Thì mọi người có thể xem và tham khảo hơn mọi người. Rất là tuyệt vời. Rồi, video của mình đến đây cũng dài lắm nha, chắc mình xin kết thúc video tại đây với mọi người đó. Rồi, nếu mọi người thấy video hay rồi có thể đăng ký kênh của mình ha. Mình sẽ ra thêm nhiều clip để review các cuộc thi đúng người kiểm tra cảnh với lại cái trải nghiệm nuôi cá của mình ha mọi người. Bye bye, gặp mọi người ở video sau nha.